thì có lúc nếu nói giờ đền là tôi đền chết chết ta chú à, nó táo những người bán cá nhỏ nhỏ nó đứng lên lên nó bưng nó đổ nước ấy. Trời ơi. Mẹ nậu cũng có cái tâm, có người nào cũng phải lấy tiền, còn có người nào lấy nữa đi kiếm hay cũng ra cái nào cái sống ấy cho cái chết nó không có thả. Đợt là nó gì nó câm rồi từ tháng 3 tới tháng 7 không ai nói gì mà nó hối, thậm chí tôi mượn người đợi tá hối mà nó cũng không nói. Nó nín miết mà đúng giờ nó trừ cần học rồi nó không nói chuyện gì. Tháng 3 đến tháng 7 4 tháng trời liên tiếp là không nói chuyện với ai. Hồi nó cứ nó ra giấu à. À, lại mấy tự phát ra gì luôn hả cô? Tự lên rồi thì nó thép nhang trì à. Mà trong lúc nó trì là phải im liền. Xin chào cả nhà, hiện tại thì Nhân đang có mặt tại huyện Tây Hòa của tỉnh Phú Yên. Và ngày hôm nay thì có một hoàn cảnh nhờ cần sự giúp đỡ gấp cả nhà. Nghe nói rằng là người chồng trong gia đình trong quá trình mà đi lao động thì bị một cái lưỡi cưa nó va đập vào trong cái mắt. Và trong suốt cái quá trình mà bị như vậy thì gia đình khó khăn cho nên là không thể nào đi chạy chữa kịp thời. Cho nên là bây giờ hiện tại là mắt nó đã bị hư rồi. Và bác sĩ nói rằng là sẽ cần lấy cái con mắt đó ra, sau đó gắn mắt giả vô. Thì hiện tại là gia đình đang cần một cái khoản tiền nho nhỏ để đi làm cái việc đó. Và nhân nghe nói rằng là ở trong gia đình thì có người con có một cái biểu hiện cũng khá là kỳ lạ. Không biết là bị về mặt tâm linh hay là bị về mặt khoa học hay y học gì cả. Thì để biết được hoàn cảnh của gia đình như thế nào thì bây giờ Nhân mời cả nhà hãy cùng với Nhân đi tìm hiểu câu chuyện để giúp đỡ cho gia đình nhé. Đi thôi cả nhà. Thì bây giờ để mà đi vô bên trong nhà của gia đình thì phải đi vào một cái con hẻm khá là nhỏ. À, cây này là cây bảy màu, hoa rất là đẹp cả nhà. Mùi của nó cũng khá là thơm. Trong nhà thờ cúng khá là nhiều cả nhà. Dạ chào cô. Mấy người bạn chia sẻ về cuộc sống của cô á, con tới con thăm. Dạ. Con vào thăm nhà xíu nha. Dạ. Ồ, của cô. Gia đình mình á là thờ cúng như thế này á thì ai là người trang hoàng với lại thờ cúng như vậy? Tình nghĩa nào cấp nào cha đồ rồi đi hết con thờ cúng đi là thiện cu à. Là đi thỉnh tượng Phật ở chùa mà nó tôi không có tiền các trang tự nó đi thì xin mà nó đi thỉnh bà trên đấy. Ủa? Còn trang Phật đây thì nào cắt dây nào cho nó thấy nó có tâm cái nào cô để con hỏi lại xíu nào cô. Thì là cô nói là con của cô thỉnh về hả? Thỉnh về là táo chùa nó xin ba ngồi đây. Còn ngư đây là nó lên chợ nó xin tiền nó táo nó biểu tôi chở tao tiệm mà tôi không có xi cái âm như ở ba thành ông cha tôi chứ xi không có giấy cái tôi chở nó đi thỉnh 250 ngàn mà ba bớt cho nó 30 mà là 220 tôi nhìn lên trên hiệu tôi thấy tiệm Tâm An. Có nghĩa rằng là con trai của cô là mang lên chùa xin ba pho tượng về tự thờ. Còn kia thì là mình đi mua. Đi mua. Dạ. Có nghĩa rằng là con của cô là lên chùa xin nhưng mà sư thầy cũng cho luôn ạ? À? Sư thầy họ cũng cho. Hồi trước mới lập lên đấy là bà cô cái tam với giờ cái tôi không có cái đây tôi thờ. Tôi bỏ cái cây cái nó rớt xuống nó bỡ hết. Cái nó khép tả mơ ngày nó lợm nó miếc nó bỏ ra một cái hộp giấy nó khép rồi nó ôm lên chùa nó bỏ. Rồi biết đeo tự nó đi tôi trở nó đi xin. Đầu nó xin nó ôm gì hết nó bỏ ba chùa chứ không phải là một chùa mà có ba người đi ba chùa nó đi gom lại đầu nó bỏ lại tình sáng nhọc quý đầu đúng ngày 28 đầu nó đua gì à? Mình đã đua gì à? Nó biểu tôi đi mua đậu với cơm chay tôi thiệt tôi không có tiền cái tôi nói thôi giờ mình lấy tâm mình thi nữa dâng lên cũng được biết đâu
nó đi thiên xin thứ cái gì đó nó chỉ cần. Ủa? Tất cả kinh sách này đi xin về hả cô? Nó đi xin về hả? Trời ơi. Kinh Sám Cửu Huyền nè, Quán Thế Âm, ui quá trời kinh luôn. Nó biểu tôi thường là biểu tôi chỉ cần đi cho ba nó không thấy ngỏ. À, kinh sám hối à? Biểu kinh sám của ba. À, ngộ ha. À, con của cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 23 tuổi. Vậy thì em trai có cái biểu hiện này là lâu chưa? Này 8 đến năm một tuổi khổ mà tôi bán nhà cửa cũ hết, tôi kỳ nó. Nên tôi ra tôi ở cái tâm bạc, rồi mà đồ quân nó thấy, nó cắt cho tôi cái nhà mà nó không có trả tiền. Tôi không có tiền, nó cắt cho cái nhà ở rồi biết đâu nó mua đáo vàng đi. Rồi còn tôi đây là nhà cũ tôi hồi trước kia còn tôi đem gì à. Mà đều nó cứ tôi dẫn đi, tao nó đòi tao chùa, đều tôi dẫn tao chùa. Thì nó gặp một cái bà cô và dẫn tới thầy thí và cho ông thầy thí ông cho nó uống thuốc lá gì nó gì nó ruột tôi với ông mà nó xét ruột nó ruột chạy cùng sớm cùng làng trốn nha não mà não nó không động mà tôi nó động nó gì bị đeo cứ đeo nó đẹp nhất tôi điện ông thầy ông nói con ma cho uống lá nữa cho nó tung ra tôi cho uống nữa nó đeo nó chấm mới đeo nó dưới đất hai chân lên trời dạ ghé tôi điện ông nữa ông nói cho uống lá nữa thì tôi nói sao tôi không dám cho uống nữa giờ tôi đem ra xong tôi giục tôi quỳ xuống tôi lạy tôi hết biết mấy cỡ sớm la người ta âm thầm mà tôi không mấy cỡ nữa tôi nói sao giờ con không biết bây giờ ta uống làm vậy thôi giờ đừng người ta nó quỳ nó trắng nữa mà nó chết cả đêm vậy ghé bây giờ nó hết khi tôi không đi thầy nữa mà bây giờ tháo thai thì thầy nói tiền không mà thậm chí tôi có người là biểu tôi đưa 7 triệu cho nào đi chữa hết rồi tôi dây xã hội đen 7 triệu mà nó lấy tôi 10 triệu nó lấy tôi trước 3 triệu tao ngày này tôi còn không có ra mà nào cũng không có đôi nữa nói giờ nó bệnh quá tôi tự có đã mà ý là khi mà con trai cô phát ra cái biểu hiện kỳ lạ thì cô mới đi coi thầy thì có một số ông thầy là ổng đòi tiền mình khá là nhiều rồi bắt mình uống những cái thứ kỳ lạ nhưng mà khi mà uống vô thì con cô trở nặng hơn à. Nhưng mà khi mà cô không cho uống nữa thì trở lại bình thường là táo dinh bà đồ táo mẫu đồ là nó gầm nó nghiến nó múa nó nhảy ai cũng theo coi nó hết mà thậm chí tôi là mẹ tôi cũng không biết của nó làm như vậy là tự đeo hay nó bị cái gì bây giờ tôi cũng hướng tâm về Phật pháp tôi xin Phật pháp trước thì cứu cả gia đình tôi. Dạ. Rồi mà chồng của cô là bị cái gì? Ông đi làm mướn cái nó gãy cái lự cưa trúng mét hư trước ngày nó bệnh mà từ ngày nó bệnh tôi không còn tiền cho nên tôi không đi khám nữa và họ khám một đợt nhà chùa sư hải trả tiền ông vô ông khám thì bác sĩ biểu ông là bây giờ con mét này nó hư rồi phải múc ra bỏ con mấy khác vô để cho nó khỏi ảnh hưởng con mấy sáng tôi nói tôi không có tiền đầu biết đâu tôi ấm đi gì à hôm nay hôm giờ nó đeo quá khi tôi gọi tôi cầu cứu của những kia hai lần giúp đỡ giùm cho tôi không còn đường giải thoát thậm chí gạo tôi cũng không có em bây giờ chú có ở nhà đây không cô cho em... cô thăm chú một xíu ạ cảm ơn dạ con chào chú con mở điện lên được không cô được điện điện chỗ nào ở đây ạ à? Điện cấp không cả ủa? Điện mà điện cấp không sao cấp cô theo nhà điện tự sáng giờ thấy cấp không cả nhà ai cũng cấp hết à chú có đứng đi đứng được không dạ con đứng được dạ. Mở được dạ. À con chào chú chào em à mắt của chú bị ấy ha chú qua đây con coi à, có nghĩa rằng là cái mắt bên phải của chú á là nó bị đục luôn rồi chú ha? Dạ, như giờ nó teo như là hai cái đường máu bác sĩ nói á, dạ. Nó không có liên tiếp được. Dạ. Là buộc nó nhúc bên đây luôn chịu không nấu luôn. À, thì hồi đó chú làm cái gì mà bị như thế này chú? Đi làm thơ sát á. Dạ. Dạ, dân lực cứ bỡ gậy luôn. Trời đất ơi.
Rồi chú bị như thế này là lúc đó là mấy năm rồi? Trên 10 năm. Trên 10 năm? Xong rồi đã bị đau về tới cô thằng con. À, rồi mình cứ để như vậy luôn hả chú? Trời ơi, bắt tôi không? Dạ. Lo chạy cho con không? À, có nghĩa là chú, nói chung là cô với chú là chỉ có lo cho con thôi, chứ còn bản thân mình là mình cứ bỏ mặc vậy luôn. Rồi bây giờ là cái mắt của chú á, là bác sĩ người ta nói như thế nào chú? Cho con mượn cái này xíu. Bác sĩ là, như ông nói là giờ nếu mà có tiền, dạ, thì vô lấy ra, rồi bắt đầu ông nấu ăn sao ấy, cho con mắt này nó không ảnh hưởng. Dạ, dạ. Cái giờ đỡ nhà miết ấy, là có thở là không thể ngỏ, ông nói luôn. Mà giờ đeo có tiền. Là bác sĩ nói bây giờ mình phải lấy con mắt bên phải ra, dạ, để nó khỏi ảnh hưởng với con mắt bên kia. Dạ, ông nấu găng sao đấy, mình không biết. À, còn nếu mà không lấy là nó ảnh hưởng qua bên kia hả chú? Dạ. Mà dạ. Bây giờ ông nói nhức thì bụng nhức rồi đấy, nhức chịu không nấu, có thuốc nào chịu nấu hết. Vậy là bây giờ chỉ còn cách cuối cùng là mình sẽ lấy ra rồi mình để cái mắt giả vào. Dạ, mà nếu mà ông nói nếu mà có tiền thì hàng tháng, nếu mà mình hàng tháng phải vô thì đi suốt cả cuộc đời này. Trời ơi, là đi liên tục để thăm khám hả chú? Dạ, cứ một tháng vậy phải vô một lần, ông cho thuốc. Ồ, ông chết nữa, cho thuốc uống mà cho thuốc ngãi đó. À, trời ơi, chú tên gì? Dạ, Hồ Nhật Đen. Dạ, năm nay chú được bao nhiêu tuổi rồi chú? 47 tuổi. 47? Dạ. Rồi, bị cũng khá là lâu rồi, nhưng mà cho tới thời điểm hiện tại thì nó nhức quá. Dạ, thứ 6 chiều mà trời đậm là chịu không nấu. Mình... Dạ. Nhiều lúc lờ mờ luôn. Vậy thì khi mà cái lúc mà chú bị như vậy á, thì làm vì sao mà lúc đó mình không có chữa trị liền mà để nó tới bây giờ chú? Đem vô tận trọng á. Dạ. Vô trọng, ông bây giờ còn keo quá thì nếu mà tậu thì làm ra sẽ nó sẽ không, lúc đó cũng không có tiền. Mình cứ chủ quan là hồi vợ chồng đi chạy nhau vô liền, cho nếu mà đỡ vì này là xong. Vì này sọi vô là thấy không thấy gì hết, cho trọng ông gấp miếng mẹ bị lộn ra, bỏ vô. Là nó dính một cái mẹ ở trong đó. Trời ơi, nghe cái cảm giác nó đau đớn quá ha. Dạ. Vậy thì hồi cô với chú là ở cái nhà cũ là gần đây không? Trên đây cỡ 5 cây số. À, là mình bán cái nhà đó rồi? Bán. À, lo cho con. Dạ. Rồi sau này cái mình may mắn là mình có được một cái miếng đất nhỏ nhỏ này rồi. Bà con thương tình góp nhau, góp sức để mình dựng lên ạ. Dạ. Rồi chú dự định rằng là khi nào mình sẽ đi khám lại cái mắt của mình? Nếu mà có tiền thì mình đi, mà không tiền thì cứ chịu cho giờ. Nếu mà đi khám là chú đi khám ở đâu? Trong Sài Gòn. À, đi Sài Gòn. Dạ. Nhưng mà khi mà trong quá trình đi thì chú tự đi hay là đi với cô? Thì có mượn người đi. À, mượn người đi cùng với mình. Dạ. Dạ. Vậy thì trong suốt hơn chục năm qua thì chú có đi làm gì được không? Bác sĩ là không cho dính bụi. Trời ơi, là cái mắt mình không được ra ngoài dính bụi. Dính bụi vô là buộc là ảnh hưởng đấy không? Ảnh hưởng bên kia luôn. Dạ. À, bên đây là bác sĩ nó không quan trọng nữa, mà chủ yếu là điều trị là điều trị con này. À, vậy là mình đang sắp tới là mình điều trị bên đây. Dạ. Vậy là nó ảnh hưởng qua rồi hả chú? Dạ. Trời. Thì hồi xưa nếu mà có điều kiện thì là mình chạy chữa sớm là nó cũng đỡ ha. Dạ. Bây giờ hiện tại là chú nhìn nó được rõ ràng không? Thì cũng nhiều lúc thì nó rõ, nhiều lúc không thấy gì. Nó mờ. Trời ơi. À, vậy là khi nào mà có tiền là mình sẽ đi liền. Để mình tranh thủ mình khám sớm. Dạ. Dạ. Cực quá ha. À, cho con trò chuyện với em trai xíu được không? Không, nó không nói. Hả? Nói à, vậy hả? Em ngủ rồi. Anh chào em. Chào em nghe. Anh trò chuyện với em một xíu được không? Trò chuyện với em một xíu được không? Trò chuyện ha. Nói chuyện với anh xíu ha. Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi? Là em ấy không có nói chuyện hả cô? Ngày thường là nó nói là nó ngủ, cứ sao hôm nay chết mơ đêm nay cứ ngủ tầm 4 giờ sáng nó thức miếng là uống nước, còn là đi đái cứ dạy nó làm miếng, còn 4 giờ sáng nó ngủ tầm 1.
Bữa giờ có đi chùa không? Bữa giờ em có đi chùa không? Nói chú hỏi nói con chiều nào nó không biết cứ cho đi chùa mà có thể ta xây ngày chở và vừa không ta xây ngày tuôn qua chở là nó nói nó đi bộ. À, khi nào mà xe có xăng thì chở đi chùa, hai mẹ con đi chùa ha. Đi chùa mẹ chờ là đọc kinh rồi lâu ghé cái chùa. Ủa, em ấy đọc kinh ở chùa hả cô? Đọc kinh ở chùa ở nhà nữa mà đây cái cộng hơn tháng rồi nó không đẹp ở nhà nữa mà nó đi chùa. Dạ. Con bữa tôi có 20.000 chú thì nó đỡ cho xin cái ghẹ thứ ba và vẫn là đi đường ấy. Dạ. Điều cứ cho bà tôi nói cớ cho xin chứ. Tính ra em ấy cũng cũng thay mặt trong gia đình mình làm rất là nhiều những cái điều tốt đó nha. Đọc kinh niệm Phật nè, rồi làm phước, rồi giúp cho những hoàn cảnh khó khăn hơn mình nữa. Tuy là cuộc sống gia đình hiện tại rất là khó khăn nhưng mà em ấy còn giúp thêm nhiều người ở ngoài nữa. Tôi giúp xem à, tôi giờ tới nhà tôi xíu chú ơi, nó mệt. Vậy hả cô? Dạ. Chút tí nó bị, nó chê chê nữa, tôi không nói. Nên nó cứ dễ mệt của em lại nghĩ mà cho hết chứ mà còn giết. Mà bữa giờ em có còn ý định là thỉnh thêm tượng Phật nào về không? Hay là nhiêu đó là đủ rồi? À đúng giờ là đi rồi. Đúng giờ mua uống nước. Bình thường là không uống. Đúng giờ nó xuống giờ cô làm kêu cái bác cô cái bài ca nó không à. Con làm rồi nó nhìn đó ba một xéo gì không em nó uống nước đi tôi gì dạ đi thơm mưa đợt đem tất em máy với bà chị và bà băng mà chờ bán nước ấy à. Cô ngồi đây với con này cô bà má nó vậy kia Nam ơi cô mà con chi thì nó nói bạn nó nói bạn nói mà con cô chữa bệnh cho con nó có bệnh gì chữa vậy cái có cái con tôi hỏi nó kêu đối bụng con hôm nay nhìn cái tình cờ con bà bán bắp đi qua. Dạ. Cái bà kêu bán bắp kia nó biểu mua cho nó trái. Vậy mà tôi không có tiền. Tôi không có 1.000 trong túi. Tôi bây giờ không có tiền lấy gì mua con. Cái nên nó mua trái mà. Mà trong lúc bà cô đấy là bà không chết không thay. Nghe nó không thay. Nhưng mà không làm ở nhà. Biểu tôi mùng 1 tới 10 giờ trở nó xuống. Tháp đạn này bà chữa. Cho bà làm phép nó cho. Tôi không có đi. Vậy cái xem báo nói xem kia nó nói bà tay bắp mà bà không giúp được cho tôi mà bà rồi chữa bệnh cho tôi chứ nó con ơi đừng có nói vậy mình lo phước tại mình người ta còn biết đâu còn không có tiền như mình nên nó bẻ nhà lầu lắm á vậy tôi còn nói nó nói tầm bậy như chị mong chị thông cảm giùm cho do nó bệnh nó nói tầm lao thật mình vậy cái bà cô uống nước bà nói bà giàu lắm. À, nãy con có nghe cô chia sẻ là em trai tới có những lúc là 30 mấy ngày không ăn cơm luôn ạ. 36 ngày không ăn cơm uống nước trắng lại à. Không có uống nước gì hết. Uống nước lã thôi. Thậm chí tôi sợ chết tôi chở sớm ở đây nằm chở xuống được tím tôi ném bao hiểm xuống tôi siêu âm về nằm thôi nằm cho thuốc cách thích cho nó giờ này ăn mà nấu cho uống 15 ngày mà tôi cho uống 10 ngày tôi thấy nó cũng ăn yeah. Chở rong lại xuống nữa. Thì cái nó nói nó cha thuốc đấy là em mạnh lắm nó chưa nó không ăn cái này gì nó thấy tôi là nó đúng ngày thì nó ăn nó chưa không đợi gì mà đi đâu kia đi đâu nữa à. Cái còn đúng nha 36 ngày là đúng ngày 28 là mình lại ăn. Em trai nói rằng là đúng ngày thì em trai sẽ ăn thôi. Đúng ngày là sẽ ăn. Trời ơi, người bình thường mà sao lại nhịn được tới 36 ngày ha. Nó không ăn uống gì cứ sợ nữa. Dạ. Nó cho dạ. Mà nó uống nước quá, uống nước giờ nó không ăn mà nó uống nước ngày cũng biết nhiều nước hết nè. Dạ. Là ngày nào cô cũng chở em trai đi đến chùa hết? Ngày nào bữa nào có tiền tôi chở đi, không có tiền nào. Ở đây tôi chở mà tôi mua nợ 3 xăng, tăng trên 1 ngàn. À là cô mua nợ tiền xăng hả? Là bao nhiêu tiền rồi cô? 110 ngàn. Trời đất ơi. Biết cái đường nào nó chiều này tôi nói tôi không đi nữa giờ muốn nhất là bé nào tôi không đi nữa thường nó làm gì tôi nói nó vậy à. Tôi không nói thiệt với chú ra đâu. Có nghĩa rằng là bây giờ người ta cũng thấy mình nợ rồi người ta cũng hỏi nhưng mà mình không có tiền trả. Người ta hỏi nhưng mà nó hỏi chở đi đâu tôi nói chở đi
chùa mà nó đòi quá rồi. Mình thấy nó có bữa đi bộ xuống. Đi bộ xuống chùa nữa. Trời đất ơi. Mình không đi là đòi đi bộ. Sao quá xa. Hay sao không xin cho em trai ở trong chùa luôn? Dạ nó cũng vô nó ốm mưa ngày mà nó ốm được. Tôi cũng vô tôi ở với nó tôi nói sợ. Máu đều nó còn chưa bình tĩnh. Rồi nó cho thay làm sao nó quản lý được. Tôi cũng vô tôi ốm mà nó không chịu ở. Ông thầy ông nói ông lái một cân ông nói mày mày đẹp mà cho được một cân này là thầy chấp nhận con ở đây. Vậy cái ông lái ông đưa nó đi được. Vậy cái ông ta nó ở. Nó ở đúng 10 ngày. Vậy cái nó ông thầy kêu ông thấy ông thương ông nói hao giờ nó ở ngoài em mẹ mà vô em chi cái ông chỉ cái quán ở dưới chùa ông chỉ đây tiếng vậy kia nó phát ngôn lại ông nó nói tại sao con vô đây chùa mà thầy biểu con ăn mặn ý là mẹ em trai không có chịu ăn mặn dạ. Em mới ăn chay thôi dạ. Cũng tốt ăn chay là tốt dạ đầu với đeo đây là để ăn mặn trở lại mà để ăn một ngày một lần chiều. Là một ngày chỉ ăn có một bữa chay thôi. Cười. Một lần mặn chiều. Là chỉ có một ngày một bữa ăn mặn là buổi chiều thôi. Đợt là nó nhìn nó câm đâu. Từ tháng 3 tới tháng 7. Không ai nói gì mà nó hối thậm chí tôi mượn người. Đợt ta hối mà nó cũng không nói. Nó nín miếc mà đúng giờ nó trì cân hậu cho nó không nói chuyện gì. Tháng 3 đến tháng 7. Tháng 7 tháng 4 tháng trời liên tiếp là không nói chuyện với ai. Hối nó cứ nó ra giấu à. Thậm chí tôi tức mình tôi nói. Mày nói là không được nè, giờ mình làm thì không biết nhiều lúc cũng tức. Không được nè, cứ mày đã giấu biết, y như nào căm gì. Cái nghiệp gì đâu mà khó làm trí tôi ngầu, tôi khép tôi không làm gì nữa hết. Dạ. Đúng không, mày khi nó nói trở lại cũng đấy là mừng. 4 tháng trời không nói, nhưng mà kinh thì vẫn đọc. Kinh đúng giờ thay nước đọc. À. Một tháng nay không đọc nữa, ở nhà nữa. Chú đại bi rồi lên, trời là không có coi sách. Ủa, nay là hết nhìn sách rồi hả cô? Không, không có nhìn. Là bây giờ là không còn nhìn sách nữa. Hôm trước kia chạy ghe nhé em bên đây. Dạ. Làm con chó vậy ghe. Nó qua nó chạy. Trời, cô nói làm con chó cái tự nhiên con nổi da gà gió quá rồi trời. Nó chạy qua nó trúng nhà nào nó đẹp cái thứ quay. Dạ. Nó chạy giờ đây nó vô nó ngầu. Khi tôi nói tôi mới thấy nó ngầu đây mà nó chạy giờ cái bà chạy qua mà nói nó đẹp tiêu quê tao, đẹp tiêu quê tao, nó nói tiếng đẹp giờ, tiếng không quá đẹp. Vậy tôi dòm tôi thấy tay nó chê máu, tôi nói thôi mày đẹp cho đừng ở cháu gì nữa chết rồi. Này tôi khô quá nào đeo qua bán nợ. Vậy cái bán đeo, cái bà trước đây bà dặn xuống mua nợ, bà đeo tôi nó mới dặn đi xin đủ 6 triệu. Giờ trả cho nó mà đi mấy tháng trời. Châu ơi. Con hiểu rồi, là ở gần nhà mình là có một căn nhà mà người ta làm thịt chó. Nhà thì nhà. Em trai mới biết điều đó. Cho nên em mới qua đập cái tivi nhà người ta luôn. Dạ. Có nghĩa là tâm của em ấy là tâm tu tập, không có sát sanh rồi cũng không có làm những cái điều ác. Dạ. Cho nên là khi mà em ấy nghe cái câu chuyện mà giả mang đến như vậy thì em ấy rất là bức xúc và em ấy không có kiềm chế được là tới đập đồ nhà người ta luôn. Dạ. Tôi nói mà đi xin mà đủ 6 triệu mà nó dẫn tôi đi nó nói xin đủ thôi. Dạ trả cho bà mua tivi. Là hai mẹ con dắt nhau đi xin tiền để trả cái tivi cho người ta. Trời đất ơi. Là em trai tự nói là dắt cô đi xin hả? Không kể không sao cô à. Em ấy có thích thì em ấy trả lời còn không thì thôi. Tại vì là cái duyên thôi cô à. Dạ. Giờ em ấy có nói hay không nói thì cũng không sao cả. Em trai tên gì em trai? Em trai tên gì? Cũng hay ha, đang là một cái thanh niên bình thường. Xong cái tự nhiên cái có một cái tâm giống như tu luôn á. Đôi khi cả ăn chay rồi trì kinh. Nó thật là người bình thường để mà trì kinh mà để thuộc thì cũng khó nữa không hồi gì. Bây giờ em trai thuộc mấy bộ kinh rồi em trai? Thuộc mấy bộ kinh rồi? Hồi sáng giờ mấy có ăn sáng chưa cô? Không, em từ chiều à. Chiều, tôi với cậu có 5 giờ là phải đeo em. Một ngày ăn đúng một bữa. Không ăn cơm. Không ăn cơm luôn. Ai cho cam, cho biết tôi dạy, mẹ em coi với bạn. Lắm người ta nuốt chiếm đậm xuống hết.
Trước khi mà em ấy đọc kinh á, thì em ấy có nói với gia đình điều gì không cô? Dạ, không, bắt thép nhang đọc cái đầu nâng xuống cao xin bàn thay nước thép nhang một đầy hả? Trước khi mà em ấy quay về Phật Pháp như thế này á, thì em ấy có đi làm hay đi học gì không cô? Trước đây nó đi học ở lớp 8, cái đầu nó đòi đi vô chùa tôi không cho. À. Nó bệnh nó hết. Cười cười. Chẳng ai vô chùa nó ốm được. Tính ra là em ấy là chắc là cũng có cái tiền kiếp, em ấy nhiều khi em ấy muốn đi tu rồi. Từ năm lớp 8 là đồ vô chùa rồi em trai. Mà nhắc mấy cái gì mùng 3 mùng 2 ấy. Nó nói tiếng gì vậy tôi không biết. Là tự nói hay là sao cô? Tự nó nói. À. Nó nói gì trả trẻ tôi không biết. Thế à? Có nghĩa là nó nói một mình thôi hả cô? Nói một mình này. Nói gì rồi cái tôi nói gì sợ dữ à. Tại tôi trải quá nhiều sóng gió táo thay và dạ. Chuyện rồi nhiều quá cho nên tôi sợ. Tôi không dám. Cái bà kia bà đợt nhà đây nó đám cưới. Dạ. Cha thịt bà này anh kia nó lái kim nó bấm nát một cái tay. Giờ còn con thẹo ở đây bên kia. À, là vì ăn thịt bò. Vậy cái chỗ nó lên trạm nó hôi chứ không đeo là tiếng. Nên nó đeo mà ráng. Có nghĩa rằng là nhà người ta đám cưới xong cái người ta cho thịt bò ăn á. Khi tự nhiên cái em ấy lấy kềm bấm tay. Nãy tại vì con thấy là tay em ấy có rất là nhiều thẹo là vì vì đó hả cô? Vì đấy, thì là ăn thịt bò. Thôi đeo nè mà nó nói đeo mà ráng. Đâu mà ráng. Chứng tỏ một điều là có rất là nhiều những cái loại thịt mà em ấy sẽ không được phép ăn. Ở nhà cũ cô lắm. Dạ. Học ở cùng ở trên nhà mà chơi lâm bạc. Dạ. Ghe bự rồi, đám bóp làm, à, vừa bên tay cũng thấy. À. Mà tôi không biết cái chứng gì. Chở đấy, được từ xa rồi. Cái lúc nào vậy? Dạ. Thầy biết. À, những cái ngôn ngữ và cái chữ viết của em là chỉ có mấy người thầy họ biết thôi. Là biết, mình không biết. Dạ. Nó viết hai chữ. À. Hai chữ gì cô? Cười. Tính ra em ấy thân thiện quá ha. Dạ. Nó hiền á. Mà nó đi, tôi đi đường mà nó thấy con ốc rồi. Trên đường nó bét nó thè với nước hết à. Ồ. Khó lắm. Nhiều lúc mình đi. Có lúc mình nếu nói giờ đền là tôi đền chết chết ta chú à. Nó táo những người bán cá nhỏ nhỏ ấy, nó đứng lên nó bưng nó đổ nước ấy. Trời ơi. Mẹ nậu cũng có cái tâm, có người nào không có lấy tiền. Còn có người nào lấy nữa không đi kiếm hay cũng rẻ. Cá sống ấy, cho cá chết nó không có thả. À, là con cá mà đang sống, người ta đang bán cái tự nhiên qua bưng đi đổ luôn. Dạ. Thì trời đất cái nậu lên cái nó bưng. Bắt tay anh cái này, anh thấy những cái điều em làm nó tốt quá. Bắt tay cái lấy hơn, nhanh, bắt tay. À, cả nhà. Gặp hôm nay gặp một em trai mà nó thiệt tâm em ấy gọi là tâm tâm Phật cả nhà. Cá mà người ta đang bán mà qua bưng đổ luôn, nếu mà nhà mà người ta có bắt đền không cô? Có ngư đền, có ngư. Trời ơi. Đâu giá luôn. Thấy em ấy rất là ít nói thì cả nhà cũng biết rồi, có một số vị mà tu trên núi á thì sẽ tịnh khẩu. Có một số vị tịnh khẩu rất là ít nói chuyện với ai để tập trung vô cái việc hành trì rồi tu á. Mình thấy em trai cũng giống giống vậy. Ít nói chuyện với ai lắm hả cô? Ít cái nói. Ừ. Nhưng mà nhìn từ sâu vào ánh mắt của em trai thì mình thấy cái tâm từ rất là lớn. Rất là từ bi. Chỉ cười thôi. Không biết là đang suy nghĩ cái gì trong trời. Đang suy nghĩ gì em trai? Em ấy tên gì cô? Tên Tiến. Tiến hả? Dạ. Bữa nào đi núi không? Đi gặp anh dẫn lên gặp đi sư tu đắc đạo trên núi á. Bữa nào anh dẫn đi ha. Đi không? Khổ quá, khổ chỗ ơ, không biết cái đường nào hết. Mình làm cha mẹ mà làm không dễ. Dạ. Đạp tay nhé. Có nghĩa là mình làm những cái điều mà có những điều ví dụ như là sát sanh đồ hả cô? Ví dụ mình nói cái điều gì sai rồi ảnh hưởng tới Phật Pháp rồi. Ờ. Nó không có chịu.
Dạ. Có nghĩa là mình làm những cái việc gì đó mà không ảnh hưởng tới người khác thì được. Còn nếu mà mình có lỡ mình nói cái gì đó mà mình nói xấu ai hay là mình nói để hại ai đó thì em ấy sẽ rất là bực tức và đập đồ, đập nhà luôn. À, thôi, vậy thì đó cũng là một cái duyên để cô với chú hướng về Phật Pháp nhiều hơn. Bây giờ cuộc sống hiện tại mình thì nó cũng đang khó khăn rồi. Đôi khi bây giờ có thể đây là cái lý do, cũng là cái duyên để mà mình hướng về Phật nhiều hơn. Cũng may là có em trai em ấy là cái người mà tiên phong trong gia đình mình để mình hướng về Phật làm những cái điều tốt á. Con thấy cũng là tốt á cô. Rồi hiện tại thì cô đi làm công việc gì? Tôi cứ dặn đi lại rồi. Có hào tuồng nói thiệt. Là nói ở đây, xin ở đây nó mới cỡ, nó biểu tôi dặn thánh ra đồng thấy á. À, xin tiền. Đi xin. Mà ấm mà làm không có được. Trời ơi. Tôi nó mà tôi của tôi tế từ hôm 3. Nên từ tháng 3 năm giờ đầu tôi tế nó biểu ra xuống bệnh viện nên nó biểu. Rất dây chèn đầu gáo biểu vô Sài Gòn mà tôi không có tiền. Giờ cái chân tôi đi lên dốc là tôi đi không có được, nó quẹo lại luôn. Sự việc cái nào biểu Sài Gòn không có tiền đi rồi. Nào ký đi đen Phúc Nam. Dạ. Thì tôi đi được sao? Tôi tí là tôi đi không có được. Vậy là cô hiện tại là chân cũng đang gặp sự cố. Mà chú thì bây giờ mắc như vậy là không đi ra ngoài được để làm việc. Còn bây giờ em trai thì với một cái tâm từ bi của em bây giờ lớn quá, không có làm cái gì được. Bây giờ đi ra ngoài làm thì đôi khi có những công việc nó sẽ như là sát sanh, rồi nếu mà nói nhiều quá thì có thể ảnh hưởng tới, người ta dùng từ là khẩu nghiệp. Giờ tâm em ấy là hướng tới cái việc mà tu rồi. Mà ai mà trả tiền nó không có lấy, nó biểu tôi lấy. Cho nó lấy nó vướng chủ nợ, nó không lấy. Nó biểu tôi lấy không là nó không lấy. À. Nó lấy là nó vướng cái nợ. Dắt hai mẹ con đi xin nhưng mà em trai không cầm tiền. Đưa nó mà nè. Nó cứ theo mà đưa nó mà nó không có nhận. Trời ơi. Biểu tôi nhận chứ, nó không nhận. Cứ nó chỉ mẹ là nhận. Cho nó là không, mà nó muốn là nó muốn đưa cho nó. Dạ. Nhưng mà em ấy nhất quyết là không có cầm tiền. Không là không. Sao tự nhiên mình lại liên tưởng tới các vị sư tu khổ hạnh với cái, có nghĩa là không có nhận tiền. Là có ai mà tới rồi em trai nói chuyện không cô? Cũng có. Ừ. Muốn thì nói, muốn thì không, mà tôi cứ người thầy nào nói nó bị hành xác. Mà giờ mở cái nghĩa thì lớn hơn nó mơ với được, chứ còn nhỏ hơn nó mơ không có được. Dạ. Cứ nào nói vậy mà giờ mà hay là thôi cứ để thuận theo tự nhiên đi cô, để em ấy trì kinh rồi rồi làm những cái việc tốt vậy cũng được rồi, đừng có đi thầy bà nữa cô à. Không. Giờ cũng có tiền, cứ để đeo người ta đó cũng dám nữa. Dạ đừng đi cô, đừng đi. Không có đi mà. Là bây giờ chỉ có mở nhạc thôi. Bây giờ các cái mở nhạc là anh tổ đó. Ừ. Là các nhà bên tôi cũng trong lên bên cha mẹ bên trên ấy. Dạ. Cao thì đương nhiên. Dạ. Mà nói chuyện với nó, nếu mà người cao ấy nói chuyện tiếng trên ấy, kiểu như tiếng nước ngoài ấy. Ừ. Mình không biết là tiếng nước ngoài thì anh nói anh đáp lại. Dạ. Là giữa người thầy nói với nó mà người đã là muốn ngang mua à. Em nên thì chúng tôi đều có dám. Em nên nói chuyện bây giờ đưa đó mắt để thấy. Nhưng ông thầy mà ông nó ma đâu theo ấy. Ông rồi vô ông cao cũng tào lao là chị, gia đình này không có con nữa. Dạ. Nó vô nhập viện tâm thần đồ hết rồi hả chứ? Có thiếu bệnh viện nằm rồi. Vô hết rồi. Em nên có nhà, cái nhà này bán đi. Bán ruộng, bán đất, bán dạ. Tất cả hết. Còn nợ 100+ triệu nữa chứ đâu có hết. Hầu gì ném cứ hồi đeo nó đưa đấy, hầu chưa có bệnh vàng hay chú. Mình cũng đàng hoàng làm ăn dạ. Dân chính. Ừ, cứ nào hồi đeo đưa đấy, mình hồi đeo nó đưa chị cho nó. Thậm chí mà hết tiền còn đi dây xã hội điên đó chị cho nó nữa. Trời ơi. Mà cũng đâu có hết, thâu giờ miệng sao nó được đạo Phật thương, nó ổn định như vậy. Thì tụi tôi mừng. Chứ tôi không đi đeo nữa hết. Dạ. Không có nhất định là không đi nữa. Sợ lắm là nhà cửa tiêu tan hết. Mà cũng thấy gì hết. Bệnh thuốc là cũng không thấy. Ừ. Bên thầy mà mình đi thầy mình chặt hết. Ừ. Là giờ chỉ có mình không còn nữa. Dạ. Nên
Là mấy cứ cười cười. Cái cùng cái chú á, cho nên là cứ ở trong mấy tháng này, thấy cái cứ lắm. À, dạ. Thấy cười ra đẹp trai mà. Kêu nó cũng có dạy. Dạ hả? Là bình thường là ai tới mà không thích là không dạy? Không, nó có ai cũng dạy, kêu nó không có dạy mà chú chứ. Sao kêu tự nhiên nó dạy nó cứ rồi cho không. Dạ. Thôi anh chúc em sức khỏe nghe, ráng tu tập hả? Nghe. À, con cô với chú đi ra ngoài, con hỏi cái này xíu. Thật sự mà nói thì trong cái câu chuyện giữa tâm linh, huyền bí và khoa học thì nói chung cũng khó nói lắm cả nhà. Cho nên thôi thì chỉ có cô với chú là người trong cuộc thì sẽ hiểu rõ cái câu chuyện này. Đôi khi chúng ta bây giờ chúng ta nói thì sẽ có người tin và không tin. Dạ. Chỉ có cô với chú là người trong cuộc thì sẽ hiểu rất là rõ về câu chuyện của gia đình mình đang xảy ra. Thì ngày hôm nay con tới thì cũng với mục đích là để giúp đỡ cô với chú, là sắp tới là chú có ít cái kinh phí để đi lo cái mắt của chú. Nếu mà để lâu thì nó khả năng nó bị mờ bên đó luôn hả chú? Không thấy luôn. Khả năng bác sĩ nói là không thấy đường nữa. Dạ. À. Ông nói là nếu mà có điều kiện. Dạ. Thì mình uống thuốc hàng tháng. Dạ. Là tốt. Mà không có kiểu như ông làm sợ ra là vô nó thiệt. Ông là thì con không có điều kiện mà đã đi hàng tháng. À. Ông cho nên ông phải nói là sao đó ông nghiên cứu nấu dai lại. Cho nên mình không có một lần mọc, cho nên kiểu như không có tên ngân phí ấy. Dạ. Ồ cô, vậy thì em trai thường thường là đọc kinh vào trong cái khung giờ nào? Bây giờ, vậy 4 giờ sáng. Vậy bị táo ấy. Giống, rất là giống với cái thời gian mà các sư hay đọc kinh vào cái khung giờ 4 giờ sáng cả nhà. Và ban đêm cũng vậy á. Lại mấy tự phát ra gì luôn hả cô? Tự lên rồi thì nó thép nhang trì. Mà trong lúc nó trì là phải im lặng. Cứ dài nó làm dài tôi có biết gì đâu. Vậy thì trước cái lúc mà em ấy bị như thế này á, em ấy có biểu hiện gì là lạ không? Thì như không im như trong thằng. Cứ trên thao dầm nè. Nó biểu tôi chở đi. Rồi phải đeo cái tóc mình. Hầu đấy thì nó chưa khả năng nói cho mình đi làm đâu cũng được. Tôi tốt mình để tôi chữ lại nó. Thì xeo bên nhau đó. Nó tác luôn, tác rồi té về đường đi hướng xuống á. Giờ cái khổ của tôi không biết đeo mình nhiều lắm chú ơi. Rồi nó ra xong nó bao hầu ở trên gần xong ấy. Tập nước nó đeo việc bao mà nó bao một ngày. Thì từ sáng tư, 7-8 giờ đêm tôi ngồi, tôi ấm. Nó không bờ mà sợ, còn mượn sớm nó ra 2-3 người nữa. Nó nói miếc. Vậy cái này nó cũng không có gì ở trường nào. Đúng bị được cái từ nó đúng vậy nó đi. Mà biết. Hồi giờ em đó có biết, em có biết bơi không? Không. Mà xuống sông bơi bình thường vậy đó? Không, bao. Không. Ồ, ngộ ha. Còn đinh nè, đinh chứ biết. Đinh gì, tích cơ rồi chú biết dạ. Tích cơ không? Dạ biết. Với lại cái bông điện trái ớt ấy. Đem về đầu đây, nó nuốt vô. Là tôi không có biết mà cái con rít. Tôi lên tôi mua tay ở tiệm thuốc cám vậy. Cái con rít nó bắt nó nuốt. Cái tôi nói ông thuốc tay. Chú ơi chú toàn nói với mình. Tôi nói nó không nhé. Nó nuốt vô. Vậy cái tôi về tôi có nghĩ là con rít không à. Cái tôi xin tôi nói đã thơ Phật rồi. Tôi lấy tôi nói bà ơi cứu giùm giờ nó vô. Đúng con giờ là không có em giờ. Biết làm sao cái đúng 12 giờ. Nó ối dưng ra tay cơ dài dài. Rồi bông điện trái ớt. Cái tôi mất tôi nói mà tôi nhóm chân lòng chú ơi giờ nói tránh sợ quá. Cái nào biếu là chở xuống được tiếng không có tiền ném bảo hiểm xuống. Cha nào gọi xôi. Cái tôi chở xuống dưới. Đại cái sáng với bạn lúc bà cha sữa nó uống rồi cái nào không rồi cái mai xuống bác sĩ nộp biếu nó mới há miệng ra đến rồi thôi tôi con quạt vậy chém mà không có con gì nó nói nó ía ra hết rồi cái tôi nói nó ối ra hết rồi bà bác mà giờ sợ quá không có gì cũng chết cũng đau thương trời không ơi có gì 12 giờ đêm bắt đầu lên đây nè ối thắp nhang bắt đầu ối ra càng thấy ra mình đã có ngờ đấy. Ăn vít rồi ăn luôn bóng điện bóng luôn. Bóng điện trái ớt. Ăn khoảng lần, ăn đúng một tháng vậy. Trời đất ơi. Tháng á. Đúng một tháng là hết, mà chứng gì cũng vậy là một tháng. Từ đoạn. Mà đây là, giờ là, nói thiệt, là vợ chồng đã mừng.
Vậy thì cô với chú đâu bây giờ đâu có dám sát sanh? Hay là không có. Nhà giờ nuôi cũng nuôi mà đem tới nấu làm cũng không không được. Không làm luôn, mình chỉ có mua ở ngoài chợ người ta ấy sẵn thôi là mình về thôi. Cái bà mà mua tặc là chắc giờ là tiêu. Trên Phúc Mỹ và cha máy ra dạy cái tới thì tôi và tiên tôi nuôi nha, tôi nuôi thiệt cái chú cũng như người nhà. Dạ. Dạy cái tôi nuôi cái nó lớn nên hôm Tết đi. Cái tôi kêu bà xuống tôi bán được 600 rưỡi ngàn từ hết tiêu Tết. Dạy cái tôi chở nó đi chùa cái nó thấy cái bà bán ra. Cái nó lại tôi không biết nó lại nó làm gì đây nữa. Tôi nói chén lẻ nó thá mà nó lại cứ đeo nó vuốt như vậy. Trời ơi. Bệnh đi mày ra to rồi. Thương quá, thương cứ nó ngon là khóc mà nó dỗ miếng cái ba bà hỏi tôi cho gì vậy. Thì tôi mở bán gà, mấy con gà mà nó giờ nó nhớ gà nữa. Trời đất ơi. Lại cái bà cha lại mấy con giờ tôi đang tha giống mà hôm nay cũng coi con mẹ. Tôi ấy ra ngoài tôi vô tôi xét, tôi bước lá tôi xét tôi quả nó em. Trời ơi. Vậy cái gì bà thấy vậy cái bà cha lại mấy con. Mình làm gì sai kinh liền là không cần mà tự nó biểu hiện là mình biết mình bỏ ra. Em ấy bây giờ là giống như là những cái việc sai trái, những cái việc ấy gì trong cuộc sống á, là bây giờ là sẽ ngăn cản kịp thời là bà má mình không làm những cái điều đó. Em ấy biết được luôn hả cô ha? Thì đây mà té gãy nát trước mưa lớn mình mùa nắng á. Dạ. Trước kia ấy, còn trước đây ông đau á, ông ca giấy, ông ca. Công an nó đón lại tôi nói thiệt, tôi nói xin tôi không ca giấy, tôi khổ quá tôi. Còn mấy chú có bé cây thầu, chờ giùm tôi gì à. Ông cha cơm tôi ăn như giờ trưa, tôi đói mà tôi không ca giấy. Cái nào bầu, nào đưa cho xuống, nào cho, cái nào cho nó. 200 ngàn nó không lấy, nó biểu tôi lấy. Nó lại nó bắt tay mấy ông rồi nó đi. Ủa nó dỗ giá ông không ăn kìa con ơi. Bác dừa dừa tàu cho chúng sanh lắm. Dạy cái bây giờ. Bây giờ nào thấy nào cũng ra bé. Có nghĩa là em ấy dùng từ là chúng sanh. Là bỗng tự nhiên gì đó thôi. Trời ơi. Mà ảnh hướng mình cho chùa trong núi á. Núi Liều Cả. Là em trai hướng mình vào trong đó. Là có một cái chùa ở trong Liều Cả à? Trong cái dinh. Giữa núi á. Không giữa núi. Biểu lên. Mẹ con vậy là dinh dinh bà gì ở trong đó đó ha, dinh bà rồi dưới trên đấy trên cái chùa còn mới thành lập. Em trai bảo là về đó vô đi mà sợ mẹ nó sợ vô núi đất. Sợ nó chạy vô núi cháu tại hai bên núi không mà do tuốt trong trắng nổi trên dinh nữa. Tôi nói chết nó đêm bây giờ tiếng ơi đêm má như cọp hay mày làm gì đây mà tôi sợ. Tôi không nói mà tôi sợ nó chạy vô núi không biết mình có hai vợ chồng mà tôi chớ nữa ấm ngầu xeo ấm đó khắp chị có kịp đâu ấm có thấy đâu mà ông chị tôi sợ vậy cho nên không có sao đâu. Lên trên đây có cái chùa tiếng lạy Phật tiếng gì à vậy cái lên trên đi miết lên sâu đó vậy cái tôi thấy có cái bán chùa cái tôi nó vô vậy đó có mô Phật vậy cho nó vô nó lạy khi nó đi gì à. Vậy là trước đó em ấy không biết không, ở đó có chùa không có tôi cả em biết mà không mình không biết mà không biết nó dặn đi chưa từng đi bao giờ luôn mà em ấy biết ở trên núi là sẽ có một cái ngôi chùa để lên lại Phật đấy nói chung là các chùa anh dặn là mình phải đi nói là mình phải đi không đi là đi bộ thì sắp tới nếu mà em trai có nói là dắt vô trong Khánh Hòa lên trên núi gặp các sư trên đó thì cô có liên hệ nha để con dẫn đi. Nhiều khi em ấy có duyên với Phật Pháp cả nhà. Tại vì nhìn cái nét mặt em ấy rất là phúc hậu luôn. Học trong dinh của dinh Ninh Hòa này. Dạ. Nên cũng anh vô một lần rồi. Theo bà cô Hằng ấy, chờ anh đi. Chờ anh đi. Mà giờ mình đều, bà điều kiện mình đâu có mà đi nhiều. Dạ. Vô, đâu có biết. Nào uống búa, nào nhảy, nào hát, nào làm, đủ chuyện. Anh cũng vô quốc. Anh làm mà. Người ta đúng với dây cho mình đưa nó là nó giảm chết á. Như mình nè. Tính nó né hết. Còn anh cũng dỏ ra cỡ đây là nó mê tật cho nó. Ghê thế hả bác? Ồ. Khi mà về mình đúng cái dinh người nó. Dạ dạ. Trời ơi. Tính ra cũng cực cô hả? Khổ lắm chú ơi. Cái bệnh gì mình biết bác sĩ biết chứng. Trong linh
tâm linh thì cũng khó nói cô ha. Mình cũng không, mình cũng không biết chia sẻ với ai. Tại vì khi mà mình chia sẻ thì người ta kêu mình mê tín. Cho nên thôi bây giờ mình phải ráng mình giữ trong trong gia đình mình để mà rồi được ngày nào hay ngày đó thôi chứ bây giờ biết sao. Nó hiền vậy này. Nó bình tĩnh vậy tôi mừng. Cho tôi giờ giờ cũng lạy trời lạy Phật. Cầu phước lành tới cho nó được khỏe mạnh. Nó được hiền chứ còn không có nghĩ đi đâu nữa. Không có đi. Có nghĩa là mình gia đình mình đừng có dắt em ấy đi thầy bùa hay thầy thủy thầy pháp gì cả. Mình cứ để nó thuận theo tự nhiên vậy là cũng hay á cô. Để em ấy, tại con thấy em ấy cũng hay trì kinh niệm Phật, điều đó nó cũng tốt. Từ cái ngày mà mình được hướng về cha mẹ là mình làm theo đúng cái lời của anh chỉ dẫn mình. Mình thấy nó bình an. Cứ từ lên từ nói không có gạo nấu mà cứ thiếu trì kinh biết. Nè nói tôi cân gạo ở trong kinh ấy. À. Mà tôi có thấy gạo gì đâu. Mà cứ nó nói tôi gạo trong kinh. Bà mẹ nói là cái nay mai có một người giúp cho mà không có đồng ngân. À là nói trước rồi. Dạ là tôi như là tôi nói thiệt với chú đó bữa. Chú chiêu là xuống với bà cô và bán ở dưới ngọc bô điện Phú Lâm. Bà cha nước chiêu nè, bà ông cha nó hai ly nước hết à. Bà cha một ly còn ly đêm gì à. Nó sẽ xin nó một ly rồi. Xin cha nó một ly nữa chứ. Mà nó nói bà cha hai ly, nó nói đêm gì cho cha nó uống cho nó không uống cái bà thái. Và bà cha nó hai ly. Vậy nó nói tôi, nó nói lại cô đây nay mai gì. Trên mắt là có người tao giúp. Tôi nói mà cha mày cho ai mát mày biết tao giận đây tao nghe giờ chân người tao nhất nó uống được đây xem người giờ ở người ta đây mày mát mát cái sao cái tôi nói à tôi nghĩ lại tôi nói bỏ qua cái ba bạc lại và uống nước và cho nó đem nha mà nó không lấy nó đưa tôi nói chứ à có đâu ăn hết đâu đấy mua gạo ăn hết đâu giờ gạo hết nữa đây không biết đi đeo đi tại cái nó nuôi không khác à. Người rất là từ bi và nhân hậu cho chứ có mà tôi nói mát mát gì người rất là nhân hậu và từ bi má đừng có lo giờ có gạo đấy đem mấy giờ mua tôi giờ tôi mua cái chéo chọc à cái ba và cha thêm tôi đã đủ 10 ký còn 4 chọc tôi cất lại rồi tôi có cảm tôi mua thuốc tôi uống mà tôi nói xem cái giờ chiều tôi đeo đeo lên tôi đeo vớ đeo tôi đem bảo hiểm tôi xuống được tín tôi đo 20 ngàn tôi cứ nghĩ bảo hiểm nào bán nào nào city tôi xuống cái ông nói đeo đeo phải có tiền city chứ không có nào bảo hiểm nào không tính bây giờ giờ kiếm 700 ngàn xuống city cái tôi gì à cái tôi nói mua thuốc uống cũng hết cái mà giờ con không có tiền bác sĩ đâu giờ trả thuốc. Ông nói tôi uống già nem ngày đây giờ uống ấy nếu không hết thì đi kiếm đeo 700 ngàn xuống đấy ông si tây cho một gì ra trứng gì cho thuốc mà hôm nay cái tôi cũng không qua xuống thì tôi lên bảo hiểm tôi xin tân trạm tôi uống mà đeo hết thuốc cái nó cũng đeo ra lại mà còn uống này nó hết mà hết uống này nó đeo ra lại dạ. Tính ra là có những cái chuyện em trai em ấy biết trước rồi và báo nói trước với gia đình mình à, tính ra có những cái câu chuyện mà mình cũng khó lý giải ha và khoa học sao giải được thích được ta dạ tại vì trong cuộc sống của chúng ta có những điều xảy ra mà chúng ta không ngờ tới cả nhà à, những người bình thường như chúng ta thì rất là khó để mà có thể hiểu được hết cái cuộc sống này thú thật là vậy cả nhà thì thôi thì tạm gác lại câu chuyện của em trai một xíu. Thì để dịp khác sẽ tìm hiểu sâu hơn một chút nữa. Thì ngày hôm nay con tới đây sẽ giúp với cô chú có một ít đồng ngân. Như em trai nói, em nay nói là sẽ có người tới giúp đồng ngân. Thì mình sẽ dùng từ đồng ngân nha cả nhà. Con sẽ thay mặt cô Tâm Độ với lại gia đình họ Tăng ở bên nước ngoài. Thì cũng thấy hoàn cảnh của cô với chú bây giờ là khả năng lao động thì cũng không có nhiều, không có kinh phí để lo cho cái cuộc sống với lại lo cho bệnh tật thì sẽ thay mặt cô Tâm Độ với gia đình họ Tăng sẽ biếu cho cô với chú số tiền 5 triệu để đi tạm thời đi khám lại ha cô ha. Dạ, trong tương lai thì khả năng con sẽ quay trở lại bởi vì con thấy rằng là em trai cũng có duyên với mình cho nên sẽ quay trở lại rồi biết đâu được rằng là
sẽ giúp em trai đến được một cái nơi Phật pháp đúng nghĩa để em ấy có thể trì kinh rồi tu tập thêm để gia hộ giúp đỡ cho gia đình về sau này. À, đọc kinh hay lắm à? Là trì kinh không có nhìn sách đó ha? Ồ hay quá. Hy vọng rằng có một cái đủ nhân duyên nào đó nhân quay trở lại thì được nghe em ấy trì kinh nha cả nhà. Mà cũng dở ra đỡ vậy. Nhưng mà không nhìn hả? Không nhìn. Ồ hay quá. À, thôi thì Nhân xin phép để trao cái số tiền lại cho cô với chú ha. Ờ cả nhà, thì đây là số tiền 5 triệu mà Nhân trích ra từ quỹ của cô Tâm Độ với lại gia đình họ Tăng. Thì sẽ giúp cho cô chú đi khám trong thời gian gần nhất, bởi vì là căn bệnh của chú là phải đi càng sớm càng tốt cả nhà, chứ nếu không là nó ảnh hưởng tới cái mắt. Vậy thôi thì con xin phép cô Tâm Độ với lại gia đình họ Tăng trao lại cho cô khoản tiền này ha. Cảm ơn trước thì cô chú. Dạ. Mấy chú thầy ở xe gia đình thì tôi ở cổng dốt không biết nói gì cho nó thân mật. Thôi giờ trước hết thì cũng cảm ơn hết. Dạ. Giúp đỡ giùm cho tôi có ông đi 2 mét chứ giờ không biết nói gì hết à. Dạ thôi thì con cũng thay mặt mấy cô chú Mạnh Thường Quân là chúc cô với chú trong tương lai có được nhiều sức khỏe rồi bệnh tình nó thuyên giảm chú ha. Thì bây giờ con xin phép con vô con thăm em trai xong rồi con đi về. Cô chú ha, bữa sau con ghé lại. Dạ, dạ. Đi vô thăm em trai xíu cả nhà xong rồi đi về. Con xin phép nha. Tiến ơi, anh đi về nha. Anh đi về nha. Bữa sau ghé lại nha. Bữa sau ghé lại thăm. Thật sự gặp gỡ ai trong cuộc sống này nó đều có một cái nhân duyên cả nhà. Bởi vì rằng là đất nước Việt Nam của chúng ta gần 100 triệu dân. Nhưng mà để gặp ai đó trong cuộc sống, để chia sẻ cái câu chuyện trong cuộc sống thì đó là duyên. Thì nếu là duyên đến thì mình giúp được gì thì mình giúp cả nhà. Thì cái câu chuyện về em Tiến thì Nhân không khuyến khích cả nhà phải tin vào cái câu chuyện này. Thì đôi khi chúng ta trong cuộc sống thì những cái câu chuyện chia sẻ nó là những cái câu chuyện ngẫu nhiên, rồi những cái câu chuyện mà nhiều hoàn cảnh trong cuộc sống mắc phải. Thì Nhân là cái người đi chia sẻ câu chuyện và có thể rằng là cả nhà đâu đó ai sẽ có thể là trong người thân đã gặp cái hoàn cảnh này rồi. Và cũng mong muốn rằng một điều như thế này cả nhà. Thì cả nhà cũng biết rồi, khi mà chúng ta hướng về Phật Pháp thì làm những cái điều thiện lành thì đó là cái điều tốt cả nhà. Cho nên là chia sẻ những cái câu chuyện này lên thì Nhân cũng hy vọng rằng trong cuộc sống của chúng ta thì tất cả mọi người sẽ hướng thiện, làm những cái điều tốt lành trong cuộc sống. Và một lần nữa thì Nhân cảm ơn cô Tâm Độ và gia đình họ Tăng đã giúp đỡ Nhân có một cái khoản kinh phí để có thể đi giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn như thế này. Thì bây giờ cả nhà có ý kiến gì về video này thì hãy để lại bình luận nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye cả nhà.